Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhá. Thì vừa ở đây thì em phải đốt cái ống lửa các bác ạ. Ở đây nó kiểu như mình đi sớm, trời nó còn rất là sương, thành ra rắn bò rất là nhiều anh em ạ. Hôm qua ông anh em ngồi đây bảo gặp rắn rồi, thế là không phải đốt xung quanh. Thành ra sáng nay em đến sớm em cũng phải đốt cái ống lửa lên các bác ạ. Một phần là để mình sưởi ấm, để tiết trời này rất là giá rét. Thứ hai là để phòng ngừa rắn ạ. Thì tí ông ngồi ngay cạnh cái góc này các bác ạ. Có cái đống lửa ở đây nó rất là ấm các bác ạ. May đấy có mấy cây củi. Thời tiết này nó giá lắm anh em ạ. Đi sớm thì ra rất là lạnh. Nhân tiện đây em có một câu chuyện này muốn kể cho anh em nghe nhé. Lần trước em đi câu ở sông, đợt đấy em câu ở trong sông Giá đấy, thì cây cối nó cũng rậm rạp, nó tùm như này luôn đấy. Thế là đợt đấy là kiểu như là em để cái túi ba lô quá này. Đấy mà cái túi ba lô này em cứ vứt cùng với con xe của em ở trong cái bụi rậm ấy. Cái quái nào lúc về quá nhá. Khi lúc về thì phải 2 hôm sau. Thế thì em có đừng cứ vứt xe ở sân mà. Kiểu cái con xe em không đi cứ vứt ở sân thôi. Tối hôm đấy kiểu như là em mới bước ra khỏi cái cửa thì thấy tiếng nó mổ bụp phát. Em cứ nghĩ cái gì cơ. Thế là mới bật điện lên soi, nó ngay ở đến này sơn có rắn cặp nia anh em ạ. Cặp nia nó bằng hai đầu ngón tay này. Đấy thì nó mổ em một phát, nó mổ trượt. Em mới bắt đầu bật điện lên mà soi. Lúc em mới check cam lại thì nó chui từ trong xe chui ra anh em ạ. Đấy mà không hiểu nó chui vào lúc nào. Thế là đi cố đếm rất là hãi các bác ạ. Hôm đấy kiểu như là em cũng về muộn đấy. Mình về muộn thế là mới chui trong xe. Thế bây giờ đi cũng rất là phải cảnh giác anh em nhé, nhất là trong cái bụi rậm ấy thì anh em cứ được vứt cái ba lô đúng không? Có vứt em ngày xưa này em cứ vứt luôn đứa em không đựng đâu, thế là nó chui vào ấy. Kinh lắm. Trời thì cũng chuẩn bị sáng rồi, đây anh em em quay cái điểm ngoài có xem, tầm này chắc khoảng nửa tiếng là sáng trưng đấy.
Em phải công nhận các bác là ở đây buổi sáng chim rất là nhiều anh em ạ, nó hót nhú lo luôn, liên tục. Ở đây nó có những cái cành cây, có cây xoan, cây chim nó bô đầy luôn, toàn trà mào, sáo đá các kiểu hót nhú lo. Mà kiểu mùa này nó là mùa xoài quá, nhìn này, mùa xoài ra là hoa nó nhiều, anh chim chóc nó hay đến đây. Đấy, các bạn này, cái chỗ ở trong cái dặng bèo này đánh rất là hay, rất là nhiều cá chém rút vào, nhưng mà em không đánh được. Trước em đánh ở cái gì đèo bèo thì cá nó rút phát là nó đóng luôn gốc cây xoài, mất mấy cái lưỡi anh em ạ. Cái đợt em đánh ngay ở cái đầu bèo này thì nó toàn rút bay, kể ra là nó không có mấy cây này thì đẹp, mình đánh mình bo cá thoải mái, nhưng mà lại không có mấy cái cây này thì lại không giữ được bèo anh em ạ. Ở nước nó cứ lên xuống nó trôi đi mất đấy. Thế có mấy cây này giữ được bèo, mình giữ được bèo thì nó lại ổ cá nhưng lại không câu được, thế bực mình ý. Bây giờ mà cá cứ thả xuống mình bo con này, chúc vào đây là mất cái lưỡi của phao này. Thôi ý. Đấy, rất nhiều hoa các bạn nhỉ, hoa xuyến chi đây, cây cối được hoa xuyến chi, đường ra chỗ này đẹp thật. Đây, cái bãi này, trước em hay ngồi ở cái góc kia, nhưng mà hôm nay phải ngồi trong chỗ bèo này anh em ạ. Đây anh em ơi, các bác đã giờ ăn cái quả dưa chưa? Đây coi, quả ngày xưa bọn em chăn bò nó ăn quả này lắm đấy. Đấy, nhưng mà ra ăn này nó cũng chẳng có cái vị gì đâu anh em ạ, nó nhạt nhạt thôi. Nhưng mà trước hồi ngày xưa kiểu đói kém mà toàn ăn cái quả này. Cái chăn bò gặp cái cây này vui thôi rồi, cả lũ lại súng xít lại là vặt ăn chấm súp. Được cái là quả rất là nhiều anh em ạ. Một cái dây này, cứ gặp một cái dây này thì vặt không biết bao nhiêu quả luôn đấy. Các bác nhìn xem một dây của nó mà nó chi chít mà. Thôi bây giờ anh em ta lại quay trở lại ngắm phao nhá. Ngồi chờ xem có con nào có đẻ không. Đi kích cái kia nó cá nó một cầu qua cơ. Thì nó buồn nhỉ. Ôi giời. Kia này. Các bác kìa. Đây anh em cứ bảo sông không kích cái kích như cái kia này cá đâu một câu. Thằng câu thằng kích cái này thì cá đâu mà đánh anh em ơi, chết dở các bác ạ. Ui đấy. Đẩy rồi các bác ơi, quả to nhá. Đẩy rồi các bác ơi, quả to nhá. À,
chiều ra. Ui là nó chim rồi. Nó mắc mắc bè. Chim con, chim con này em ạ. Chú chim con này gặp đàn cá chim rồi anh em ạ. Đàn cá chim đàn này. Bọn này nó đánh nó hay ăn thổ đàn lắm các bạn. Chim con này hay ăn thổ đàn. Rồi anh em ơi. Úi giời, cái gì ơi. Chim à. Rô phi anh em ạ. Nó con này to phết đấy chứ. Được chú rô phi to phết anh em này. Con này to phết các bác ạ. Bự đấy, cái này về rán ngon luôn. Cho đây. Nào. Tuyệt vời. Kiểu nhấp nháy đúng là rất là rufi thật. Nhấp nháy rất là rufi anh em ạ. Rồi. Sao? Đang sao đây? Bỏ lỗ nhé.
Ủa, nó móc vào cổ. Dã man, con này 3-4 cân các bác ạ. Gỡ đi nước cho nó đỡ đau nhé. Đừng dễ nữa. Để gỡ cho đỡ đau. Ok. Phải quá các bạn ạ. Phải quá, để con cho này nó cân thử anh em nhé. Kinh khủng tảo các bạn ơi. Phải phê quá anh em ơi. Con này chắc là khoảng 3 cân các bạn. Nó cân thử anh em xem. Để nhẹ cân chưa. Ok. Xem nào. Con lại không nhảy, nhảy cân này hay thật đấy. Ok. Xem nào. 3 cân rưỡi anh em ạ. À, cho anh xem này, 3 cân rưỡi các bác nhá. Phê quá. Phải nói đóng con này đã thật anh em ạ. Cho sâu có sống các bác nhé. Cái cần đơn đài chết tiệt thì khả năng em vứt nó nuôi rồi anh em. Đấy, chán nó con vẹo nào toàn mắc thôi. Này, nó tứ tung. Anh em thêm đi đánh lục ấy, từ ngày đánh lục ấy cần đơn tài đánh gần như chẳng được mấy. Để nó có thôi. Mặc quá anh em ạ. Đấy, các bác nhìn nữa. Mặc rối bé hết rồi anh em ạ. Công nhận là bò phê thật. Nửa chất lượng. Bò không hiểu ạ. Bây giờ để em sẽ phải ném cái cần tải nó ra xa chỗ khác anh em. Đánh gần ổ cho đâu con vẹo nào cứ mắc. Để em gỡ ra anh em nhé. Đấy anh em thấy gần như là đánh đơn tải cực kỳ khó nhai. Cá nó chẳng cắn mấy. Từ sáng giờ toàn lục lên. Đài chưa được con vẹo nào, chứ một con nào nó cắn luôn anh em. Thế kỳ khủng. Đây em làm cục to nhưng mà cái này để tí nó tan xuống em. Cho nó tan tầng ở mùi xả đấy. Niếc các kiểu. Rồi giờ nắm nuôi tít ngoài đây. Đỡ mặc. Ok. Ở tình hình là trời này chưa nắng anh em ạ. Thì nói chung là sáng giờ đánh cũng rất là ok, được mấy con hàng rất là to. Đấy, tuy là hôm nay anh em nó đi kích ở ngoài kia kích rất là nhiều đấy. May là em ngồi chỗ này em ngồi sớm, thành ra là họ kích là họ chừa trong cái chỗ này. Chứ không là nếu em không ngồi chỗ này ấy, thì chắc chắn là chỗ này sẽ kích rồi anh em ạ. Cũng rất là may mắn.
Thật sự để thật sự anh em mà đánh một đầu cần rất là sướng, nó rất là nhàn. Có nhìn lên bên kia có ông đánh xa bờ mà em thấy chừng nãy ông ném cái ổ của ông ấy phải đến 4-5 lần rồi các bạn. Cái keo thì kéo lại khổ, bởi vì thời tiết này nó gió to mà anh em, gió to đi đánh ổ kia thì rất là mệt, ném đi ném lại toàn lạch kia. Rồi em cứ đánh gần bờ này, coi như đánh gần bờ này, đôi khi có lúc em còn thả lên 3-4 phát này nó còn chẳng trúng cái lỗ ấy. Đấy, không trúng cái vị trí mình cần đặt, chứ nói như này ném sao bờ. Mà công nhận là em cũng phải nói là cũng phải phục mấy ông đánh sao bờ đấy, xả thế mà ném chuẩn được thì cũng là đỉnh thật. Đấy, vừa nói xong câu chuyện lại kéo vào anh em cả. Đấy, lại kéo vào chuẩn bị ném tiêu các bác nên khổ. Đấy, anh em nhìn chưa, anh em ném là lần 6, lần thứ 7 đấy. Úi giời ơi, bụp. Coi để em lại kéo vào tiếp coi nhé. Có tìm phát này lại kéo vào chưa không? Đấy, em nhìn đang quay máy rồi. Không kéo vào mới lạ, gió như thế này ném vào mắt. Sáng giờ chưa được con nào đâu anh em ạ. Đấy, cứ ném bên kia đây. Lại ném. Đấy, con nhìn chửi lại ném tiếp rồi. Khổ thật đấy. Thôi, không quay nữa. Tầm này chưa, em nấu gói mì tôm ăn ạ.
Được cái ở chỗ này nó rất là yên tĩnh các bạn. Câu cá rất là thích. Phong cảnh thì đẹp nữa. Buổi chiều đấy ngắm hoàng hôn là kia tuyệt vời luôn. Đấy, đặc biệt là rọn bể rất là nhiều. Các bạn vừa thấy nó tột phát. Đấy, không hiểu sao là đây, nhiều anh em cứ bảo ở sông chỗ em nó nhiều cá. Thật ra chẳng phải các bạn. Nhưng mà do mình đánh này. Đấy, em đánh đục các bạn nhìn nhé. Em đánh đục thì rất là được. Nhưng mà đánh đài thì các bạn có thể xem video lần trước em đánh cây 20H. Em đánh ở cái góc ở đằng kia vậy. Hôm đấy em ngâm đài các bạn nhé. Ngâm từ lúc em đặt đến lúc em về không được con nào luôn. Và đến hôm nay cũng vậy. Ở lục em đã lên được tổng là được 4 con rồi. Đài chưa được con nào. Đấy, mà mặc dù sáng là em cũng vớt cần đài nó ở sát cần lục luôn, gần ổ luôn. Nhưng mà cũng không được. Bây giờ chán quá, phải ném nó ngoài kia các bạn ạ. Sợ nó mắc vào cái cần chính này. Đấy, không phải là sông nhiều cá đâu các bạn. Mà do cách mình đánh đấy. Sông em nó người ta cũng kích đầy, nhưng mà chẳng qua là mình đánh lục đấy thì đánh chạm thì nó rất tễ được cá. Đánh ổ nó hiểu cá nó cứ luồn quẩn quẩn cái là mình vào mình nick được ngay. Đó, nhiều bác thì đánh sông đánh hồ thì nó thực sự bác là lục là chân lý là tễ được cá nhất. Nó ít khi móm. Còn đâu là mà mỗi người có một sở thích. Nhiều các bác thì bảo là em thích đánh đài cơ. Đánh đài câu nó cảm giác ok, nó cảm giác như mình không được cá. Thì nó thực sự nó về nó rất là buồn, cảm giác chán ấy. Còn như bản thân em thì cứ một tuần em được nghỉ mỗi buổi ấy. Thì ra là em lúc nào cũng ưu tiên đánh đục, mình đánh đục gần như là nào em đi cũng được cá hết. Đấy. Còn đâu là các bác có bảo làm video cái đài cho anh em xem thì khó lắm. Để em làm này có nhìn đấy, ngâm nó có cắn đâu. Đấy, ui, gì mất phao. Úi dồi. Vào. Cảm ơn. Chết rồi. Chết mẹ rồi. Có lôi vào không này? Chết rồi anh em ơi, nó mất cần rồi. Thế nó cày. Với làm sao cái này vào anh em nhỉ? Với làm sao vào đây? Em mới điền chứ. Đóng con gì vậy trời? Không biết đóng con gì anh em ạ, nuôi vào đấy mất rồi. Rồi kê trong với rồi đấy. Cày. Mày còn gì vậy? Ôi còn phi con này nhỉ mà. Ôi còn phi con nữa đó mọi người, lôi cẩn cày thế nhỉ. À con này cũng to đấy. Nãy mắc phải cần đài, bực thế. Nãy mắc phải cần đài. Đây anh em này, đang ăn mì tôm nuôi, các bác có nhìn thấy cần nó kéo đi không? Ngay con đục phì nó kéo cần gì, sợ thật. Mắc ngay cần đài, chắc giờ ném cần đài ra này, không câu nữa. Rufi to phết đấy chứ.
Các bác nhìn dòng sông quê em đẹp không? Bây giờ là đang hoàng hôn nó xuống, nhìn phong cảnh nó thật sự anh em cực kỳ tuyệt vời luôn, không còn gì để chê nữa. Đây còn bên kia là chỗ của em ngồi đấy, trong đó là chỗ ngồi. Cũng như là chỗ này là cái là cây cối nó nhiều, chim chóc nó nhiều, nó hót níu no liên tục luôn anh em ạ, đẹp thật. Thôi thu đồ về anh em nhé, em quay anh em xem chút thành quả này. Múc ít nước thả cá để cho nó sống các bác ạ. Cam quýt này. Con trâu này được 3,5 cân, rất là phê anh em ạ. Ui. Con này về phải nướng ngay quá ạ. NC. Con này vừa lúc anh em mình câu lên thì nó đỏ go, giờ này có nhìn gió đen xì. Con này về phải nướng ngay các bác nhá. Ngon quá. Đây là mấy chú chim nhỏ nhỏ này về thả bể. Được 2 rô phi anh em ạ. 2 rô phi này về rán ngon luôn. Ủa nay được nhiều phết nhỉ? 2 rô phi mới lại mấy con chim liền mà. Này. Đẹp. Kinh quá. Phải nói là có con trôi chất lượng lắm anh em ạ. Còn này về này nướng thì tuyệt vời. Thôi em về đây nha anh em nhé.